Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để nhận voucher 200k đến từ Shopee. Các bạn cùng theo dõi và làm theo video. Bước 1. Truy cập vào trang web youtubegame.com. Tiếp đó tìm kiếm Shopee. Các bạn nhấn vào bắt đầu nhận để nhận mã giảm giá 200k. Chọn hệ điều hành của các bạn. Các bạn lưu ý các bạn phải login, đăng nhập vào Shopee trước khi thực hiện. Đến bước này, các bạn cần phải xác minh điện thoại của các bạn. Nhấn vào Verify Now. Nó sẽ chuyển các bạn đến một cái trang web để tải ứng dụng xác nhận. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Chúng ta sẽ tiến hành tải ứng dụng MB Bank. Sau khi tải xong, các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản miễn phí của MB. Khi đăng ký tài khoản này, các bạn sẽ nhận được 30k trong tài khoản của ngân hàng và voucher giảm giá 200.000 của Shopee. Bước 1. Nhập số điện thoại đăng ký dịch vụ và xác nhận bằng mã SMS OTP được gửi về số điện thoại. Sau đó, lựa chọn loại giấy tờ tùy thân và nhập thông tin số giấy tờ tùy thân để tiếp tục đăng ký. Bước 2. Chụp ảnh giấy tờ tùy thân theo hướng dẫn. Bước 3. Thực hiện quay video và đọc to dãy số trên màn hình. Bước 4. Kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và nhập thông tin địa chỉ email hợp lệ. Bước 5. Đăng ký dịch vụ e-banking bằng cách khởi tạo tên và mật khẩu app MBBank và Internet Banking, đồng thời nhập mã người giới thiệu và lựa chọn chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, nâng gói dịch vụ và tận hưởng các tiện ích khác từ app MBBank. Bước 6. Thiết lập mã PIN, xác thực giao dịch Digital OTP, vui lòng ghi nhớ và không chia sẻ mã PIN này cho bất kỳ ai. Bước 7. Lựa chọn số tài khoản trùng số điện thoại hoặc tài khoản số đẹp theo sở thích bằng cách nhập dãy số mà bạn mong muốn. Bước 8. Kiểm tra và xác nhận lại các thông tin để hoàn tất quy trình mở tài khoản trực tuyến. Bước 9. Nhập mã SMS OTP được gửi về số điện thoại của bạn để xác thực. Chúc mừng bạn đã hoàn thành các bước đăng ký mở tài khoản trên. Sau khi đăng ký tài khoản thành công và nhập mã giới thiệu thành công, các bạn vào Shopee. Vào giỏ hàng của các bạn, ở đây mình đang mua một sản phẩm cà phê có voucher giảm giá 10.000. Tiếp theo là voucher vận chuyển. Nhấn vào mua hàng. Tổng tiền thanh toán đang là 240.000. Vâng, các bạn hãy nhìn xem voucher 200k đã được thêm vào tài khoản của các bạn. Mua sản phẩm 250.000, chúng ta chỉ cần phải thanh toán 67.000.